Ok. Bông 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 lên ăn cửa gương mặt nhà ta. Bông 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 bàng bàng chớ ăn cơm hầm cháo hoa nhà người. Bông 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 bàng bàng lên ăn cơm bàng cơm bạc nhà ta. Rồi món ăn của nó là con gì? Con cá bóng. Con cá bóng. Cơm vàng cơm bạc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trời ơi. 11, 12, 13. Chính xác. Không chính xác. Sai rồi anh, 13 nói 15. 15 rồi dạ. Buồn quá, ném ra một miếng sushi xấu rồi. Lần cuối cùng. Ê cái đuôi. Nó phải ăn cái đầu mới biết được. Thôi. Anh bình tĩnh, bột chết rồi. Tự sao bao nhiêu con cá mà bắt đầu con cá xấu vậy? Ê, ê. Cắn đi, cắn đi. Ê, mà món này không bán được lại gì hết đó. Cái thật nhai đi, nhai nó đi. Cắn vô, cắn mạnh vô đi. Nuốt đi thì bỏ ra mắt cá. Tên em mà. Cái này em công nhận buổi tối điện thoại thì bé vẫn không máy. Nhưng mà những lúc mà mình đang gấp rút mà chuẩn bị đi diễn rồi đó mọi người. Tự nhiên buổi tối đi gọi con. Đi tới, đi tới. Cái cuối cùng. Tự đi. Cái cuối cùng, mời Kenji. Rồi, đến đây, đến đây, đến đây. Trời ơi, 2, 3, nhắm đi, nhắm 4, 4, 4. Quá hay quá, đúng như vậy. 6, 7, anh Giang. Xin mời winner. Tới sáng nè, tới sáng nè. Tới sáng. Trước đi. Sai còn đúng. Xin mời Việt Thi ạ. Suy nghĩ trong anh. Dạ. Nhưng mà trong đây có một người đặc loại. Nhìn xem nào, 1, 2, 3. Thôi đi anh. Em ý. Ai anh á? Em này ý. Đúng rồi anh á. Ủa gì vậy mấy người? Tất cả mọi người đều mặc quần jean. Riêng mình đi mặc quần jean. Thôi đi nào. Thôi đi. Chết rồi, sao vậy? Anh Winner, anh thật sự là rất là dẻo dai. Và khi nhìn những cái động tác của anh nhảy. Em bây giờ cho chị xin lại một cái đoạn nhạc nãy cho Winner nhảy lại được không? Xin mời Kenji. Bây giờ em tháo anh lên đi cộng điểm cho anh. Bị sốc luôn. Lên đi cộng điểm cho anh. Đắp đoạn thấy cho mọi người. Nhờ em cộng điểm cho. Nhảy đi. Lên nhạc bài đi Kenji nó đại. Rất là hồn luôn, nãy giờ rất là. Chưa đến mọi người. Sai rồi. Anh đi chưa? Run. Đi ra. Chị Hằng.